Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt băng nhóm ma túy Tam Mau với hai bản án tù chung thân vào chiều 8 tháng 1 năm 2020. Theo đó, Nguyễn Xuân Sang, biệt danh Tam Mau, 32 tuổi, và Hoàng Trọng Sơn, 26 tuổi, cùng bị tuyên phạt án tù chung thân. Nguyễn Bảo Quỳnh Duyên, 24 tuổi, ở Đà Nẵng, bị tuyên phạt 20 năm tù. Nguyễn Mỹ Ngọc, 42 tuổi, ở Hà Nội, lãnh án 3 năm tù. Theo cáo trạng, Sang đã có hai tiền sự cai nghiện bắt buộc, một bản án 2 năm tù về tội trộm cắp. Tam Mau là người tình của Ngọc, còn Sơn và Duyên chung sống như vợ chồng nhiều năm. Từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2019, Sang 4 lần mua ma túy tại quận Sơn Trà và thành phố Hồ Chí Minh, giao đàn em và người tình cất giấu, bán lẻ. Số ma túy Sang và đồng bọn mua bán gồm 2 kg ma túy đá với giá 500 triệu đồng, 200 viên thuốc lắc, 20 triệu đồng hàng khay ketamin. Sau đó, Sang thường chia nhỏ ma túy rồi giao Sơn, Quỳnh cất giấu rải rác trong các nhà vệ sinh, ống nước.